Hà Nội, cứu nhiều người thoát khỏi đám cháy trong ngôi nhà 6 tầng tại quận Cầu Giấy. Lực lượng chức năng giải cứu 11 người mắc kẹt trong ngôi nhà 6 tầng xảy ra hỏa hoạn trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội. Theo cơ quan công an, khoảng 18 giờ 45 phút ngày 23 tháng 10, một vụ cháy đã xảy ra tại khu nhà cho thuê trọ có địa chỉ tại ngách 132/1 Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ngay khi tiếp nhận được thông tin, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận Cầu Giấy đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy. Nhận định đám cháy xảy ra tại khu nhà trọ có nhiều người mắc kẹt bên trong, tổ công tác đã phong tỏa khu vực, hướng dẫn người dân di chuyển an toàn. Khoảng 30 phút sau, đám cháy cơ bản được dập tắt. Tại hiện trường, chỉ huy chữa cháy khẩn trương chỉ đạo tổ trinh sát nắm bắt quy mô, vị trí số lượng người bị mắc kẹt, các hướng có thể tiếp cận công trình. Bên cạnh đó, triển khai một mũi chữa cháy tại tầng 1 để dập tắt đám cháy và ngăn cháy lan lên các tầng trên, một mũi tiếp cận công trình từ sân thượng nhà liền kề, sử dụng phương tiện cắt khung sắt tiếp cận khu vực có người bị nạn đưa ra khỏi đám cháy. Các lực lượng công an phường, dân phòng và các lực lượng chức năng tổ chức phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh trật tự khu vực xảy cháy. Thống kê ban đầu, vụ việc thiêu rụi 5 chiếc xe máy của sinh viên để dưới tầng 1 khu nhà cùng nhiều đồ vật khác và không có thiệt hại về người. Trong quá trình cứu hỏa, công an quận Cầu Giấy đã kịp thời đưa 11 người thoát khỏi đám cháy. Vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.